Đại Nghĩa xin chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Ghế Nóng. Và khách mời hôm nay của chúng ta là một cô diễn viên rất là xinh đẹp, rất là dễ thương. Xin được giới thiệu diễn viên Tường Vi. Xin chào anh Đại Nghĩa và xin chào quý vị khán giả. Em ơi, dạ? Nghe nè, anh mới giới thiệu em là một diễn viên xinh đẹp, dễ thương rồi kia. Mẹ bịt kín mít cái mặt như vậy thì ai mà thấy em đẹp, em dễ thương nữa. Em ơi, bỏ ra được không? Tự nhiên giờ mới có con mắt không, chứ không biết cái miệng em có mắt máy hay không nữa, sao được. Hồi vậy anh đợi em khám thính chút xíu nha. Khám thính gì? Sáng có xịt nước hoa. Không, em bị dị ứng cái mùi thuốc lá. Mùi thuốc lá hả? Hồi nãy em vô em thấy ở đây nè nhiều mấy anh đàn ông quá, sao em nghĩ là chắc là thuốc lá nồng nặc lắm, thôi em bịt luôn cho chắc. Trời ơi, ở đây là phim trường, làm gì có ai hút thuốc lá mà em sợ em phải bịt mặt. Ôi anh ơi, thì có bây giờ em bị bệnh sợ luôn đó. Em đi vô đâu mà em giống như là chỉ cần nghe loáng thoáng cái mùi thuốc lá một chút xíu thôi là bịt sợ lắm. Nhưng mà em gặp, thường là gặp người mà hút thuốc lá như vậy đó là gặp ở đâu? Đi vô cà phê cũng gặp, thậm chí là đi vô siêu thị cũng gặp. Cái gì siêu thị mà hút thuốc lá? Bây giờ thật ra có những người họ rất là vô ý thức. Bây giờ cấm thì cấm, không cho hút thì hút, nhưng họ thích hút là họ hút. Kiểu là như vậy. Xong rồi thậm chí đi ngoài đường anh, mà mình đi xe máy xong rồi kế bên mình cũng có một người cầm thuốc lá hút. Xong nhiều khi em ngồi em nghĩ, trời ơi, làm cái gì mà ghiền dữ vậy trời. Dừng đèn ngã tư xe đèn đỏ lỗ hút một cái rồi ra chạy tiếp. Hút một cái xong rồi phì ra. Là coi như là người bên cạnh, mà thậm chí là chỉ cần một cái cơn gió từ một qua thôi là người đằng sau, người bên cạnh coi như là dính hết luôn. Mà bản thân khi mà đi xe máy ngoài đường á, nội có chuyện mà nắng nôi rồi khói xe rồi bụi bặm thôi cũng đã mệt rồi đúng không? Mà bây giờ nếu như mà mình phải chịu đựng thêm cả những cái khói thuốc từ những người xung quanh đang lái xe giống như mình thì quả thiệt là một cái điều khủng khiếp. Em thấy là cái chuyện đó nó tác hại nguy hiểm lắm. Tại vì không phải chỉ riêng bản thân họ có vấn đề về sức khỏe, mà những người hít phải cái khói thuốc đó mới là những người mà bị gọi là sức khỏe nặng nề nhất. Em từng đọc một cái bài báo phỏng vấn là cái chị này chỉ bị ung thư phổi, nhưng mà chị không hề hút thuốc gì hết. Xong rồi người ta nói là, nhưng mà chị nói là chồng của chị hút thuốc kinh khủng lắm. Và đặc biệt là họ cũng không có ý thức được cái chuyện là mình phải đi ra ngoài, cứ thoải mái trong nhà, có con nít, có trẻ nhỏ, có người già, có tất cả mọi người, cứ hít vào và xả khói ra, coi như là một mình họ hít nhưng mà cả nhà lãnh đủ. Cái đó người ta gọi là hút thuốc lá thụ động nè. Đó, chính vì thế ở những cái nơi công cộng như là sân bay ha, rồi siêu thị, bệnh viện, trường học, rồi trong những cái khu mua sắm, rồi trong rạp chiếu phim, là người ta luôn luôn nhắc nhở cái việc là không được hút thuốc lá. Nếu như tất cả mọi người đều ý thức rằng đây là những cái nơi tuyệt đối chúng ta không được hút thuốc lá, thì sẽ không cần ai phải nhắc hết. Còn một cái nữa, đó là ở trong khuôn viên trường học, trường trung học luôn, tức là ở độ tuổi các em trong khoảng độ tuổi mười mấy thôi, thì cũng đã có cái tình trạng các em hút thuốc lá rồi. Ngay cả ngày xưa khi anh đi học, cái thời của anh á, tức là cách đây cũng phải mười mấy, hai mấy năm về trước, mà lúc đó các bạn học sinh cái lứa của anh cũng đã hay thích thể hiện cho nó ngầu đó. Thì như các bạn gái ở trong trường thì nhiều khi giám thị theo dõi kia không thấy cái hình ảnh nó nhiều, nhưng mà mỗi khi mà tan trường á, ra bên ngoài là thấy các bạn nam nha, kéo áo sơ mi bỏ ra ngoài giác cái túi nè, hút thuốc, cù nhìn ảnh cá tính quá, nhìn ảnh ngầu quá. Mà chắc là trong bụng anh chàng nó nghĩ là mình dày mấy em gái lớp bên kia, chịu đèn lắm nay, thích lắm nay đó. Mà thiệt ra là mấy em kia đâu có chịu đâu, nhìn sợ muốn chết. Thật ra em thấy đúng kiểu như anh Nghĩa nói, tâm lý mà đặc biệt là của những bạn trung học á, là thích hút thuốc là vì sao? Vì thể hiện. Mình người lớn. Vì hút thuốc mới là người lớn, mới là đàn ông, và quan trọng nhất là mấy bạn gái nhìn sẽ thấy mình nam tính lắm, thấy sẽ ngầu thích ngầu lắm. Cái vấn đề là các bạn nam sinh đó chưa bao giờ hỏi thử các bạn gái rằng là bạn ơi, nhìn tôi vậy bạn thích không? Bạn thấy tôi vậy ngầu không? Tức là các bạn chỉ nghĩ trong đầu là mình như vậy thì chắc các cô gái thích đây, chứ các bạn không nghĩ là các bạn gái kia thích hay không. Đó, đó là một phần. Nhưng mà một phần nữa thì anh nghĩ rằng ở cái độ tuổi đó thì đa số các bạn sẽ rất thích được thể hiện mình là người lớn. Cũng là không có nên khi trong một cái môi trường học tập mà có những cái hành vi nó không có đẹp mắt như thế, không nên xuất hiện những hình ảnh ấy trong khuôn viên của môi trường giáo dục. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả, mời Tường Vi, chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự sau đây nha. Theo thống kê, tỷ lệ người Việt hút thuốc lá thụ động tại nhà là 67% và tại nơi làm việc là 49%. Đặc biệt, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc lá ở nhà của phụ nữ lên tới gần 70% và trẻ em là gần 50%.
hút thuốc lá thụ động tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của con người. Những năm gần đây, tỷ lệ người mắc ung thư phổi tăng đột biến và tuổi đời của bệnh nhân ngày càng trẻ hóa, mà phần lớn nguyên nhân chính là do hút thuốc lá thụ động. Đáng báo động, có đến 20% số ca tử vong do ung thư phổi là phụ nữ chưa một lần hút thuốc lá. Đối với những người phụ nữ hay những người sống trong môi trường đó, nó cũng tăng tỷ lệ ung thư phổi. Bây giờ rõ ràng là chúng ta thấy rất là nhiều phụ nữ bị ung thư phổi, mặc dù họ không hề hút thuốc, đặc biệt ở nước Việt Nam. Cái việc mà tác hại thuốc lá thì có lẽ là nhiều người biết, nhưng mà tại sao vẫn hút? Vậy thì hỏi Vi, những người hút thuốc lá họ có biết tác hại của thuốc lá hay không? Họ là người biết nhiều nhất anh. Họ là người biết nhiều nhất, biết hút thuốc lá là sẽ có hại cho phổi nè, hại rất là nhiều thứ và hại cho mọi người xung quanh, họ biết hết. Nhưng tại sao vẫn hút? Em để ý đúng là mỗi lần mà làm việc hay cái gì có những anh á, ok đợi chút đi, xong ra ngoài ngồi rất là trầm tư như vậy, xong hít một điếu thuốc lá, xong em cảm giác bộ nó khai sáng cái gì hả ta. Nhưng mà sau này để bắt em để ý nhiều hơn thì em thấy không, hình như chỉ đơn thuần là ghiền thôi đó anh, ghiền cái mùi thuốc và ghiền cái cảm giác mà được hít hà hay sao á. Phải đâu, tại vì trong thuốc lá nó có cái chất nicotine á. Dạ. Nó cũng là một trong những cái dạng chất kích thích. Kích thích. Anh nhớ có lần anh cũng đóng phim, đợt đó đóng cái phim Giao lộ định mệnh của anh Victor Vũ á. Đó, cũng quay cảnh trong quán bar phải hút thuốc, mà quay phim thì Vi biết rồi, đâu phải quay một tét là xong đâu, nhiều lắm. Quay nhiều tét rồi quay góc này góc kia thì phải rắc co cái điếu thuốc, cũng vậy, cũng phải hút vô rồi thả ra, góc này xong quay tới góc kia hút vô thả ra, hút vô mà diễn nguyên một đoạn với anh Trần Bảo Sơn á. Quay xong một cái á, anh ra nằm vật luôn, anh say, anh nằm vật ra không còn biết gì luôn, nằm vậy nè hơn nửa tiếng đồng hồ xong mới tỉnh. Cái việc ung thư phổi ở xã hội bây giờ nó rất là nhiều anh, mà hầu như ai cũng biết cái chuyện ung thư phổi là do tác hại của hút thuốc lá mà ra. Và rất là nhiều minh chứng xung quanh, nhưng mà hình như mọi người cũng không quan tâm cái chuyện đó. Tới tôi đi tôi biết. Còn bây giờ không phải là chuyện của tôi. Nó cái kiểu vậy đó, cái việc mà bỏ thuốc lá đó nó cũng là một cái vấn đề. Có nhiều người họ biết cái tác hại và họ bỏ, nhưng mà rồi họ lại quay trở lại. Em biết sao? Tại vì họ nghe loáng thoáng mùi xung quanh, họ bị giống như là khơi dậy lại ký ức. Em thấy có rất là nhiều người họ đã tìm cách bỏ thuốc lá, ví dụ như là họ xin gum nè, xong rồi họ cố tình làm một cái gì đó khác, xong rồi họ bắt đầu ráng được lắm cả tháng trời luôn á, bỗng dưng một ngày nọ tự nhiên nghe một cái mùi thuốc lá của một người kế bên, quyết định bỏ hết tất cả chỉ để một điếu mà thôi, là coi như công sức của bao nhiêu tháng vừa qua mà cố gắng để bỏ thuốc là không được. Rồi nhiều khi bạn bè gặp gỡ rủ rê, hoặc là nghe mùi, hoặc là chỉ mới cái lời gợi ý thôi chứ chưa cần phải nghe mùi, thì qua đó chúng ta thấy rằng là cái ma lực của thuốc lá nó ghê gớm như thế nào. Khói thuốc lá chứa đến hơn 7.000 chất độc hóa học, trong đó có 69 chất gây ung thư và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác, gây nên cái chết của 40.000 người Việt mỗi năm. Và trong số 600.000 trường hợp tử vong do hút thuốc lá thụ động mỗi năm trên thế giới, thì có đến 64% số ca là phụ nữ. Phụ nữ và trẻ em là những nạn nhân chịu tác động nặng nề nhất của khói thuốc. Họ rất là khỏe mạnh, họ không hút thuốc lá gì hết, nhưng mà tỷ lệ mắc bệnh tật của họ cũng rất là cao. Đặc biệt là đối với phụ nữ, nó tăng tỷ lệ sảy thai, tăng tỷ lệ vô sinh, tăng tỷ lệ sinh non và tăng tỷ lệ thai mà đẻ ra nhẹ cân. Và đối với trẻ em thì nó tăng cái tính hiếu động, tăng cái tỷ lệ bị tự kỷ. Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, khói phả ra từ đầu điếu thuốc đang cháy chứa nhiều chất độc, cao gấp 21 lần so với khói thuốc thở ra. Trẻ nhỏ có sức đề kháng kém, nếu thường xuyên hít phải khói thuốc sẽ làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh như hen suyễn, bệnh đường hô hấp dưới, viêm phế quản, viêm tay giữa, giảm sự phát triển chức năng, tăng nguy cơ đột tử và ung thư phổi. Thực ra ở đây á, Vi và anh Đại Nghĩa đều là những người không có hút thuốc, cho nên là khi mà bàn về chủ đề này và thậm chí là bàn về cái chuyện là tại sao người ta ghiền như vậy, thì hai anh em mình chắc là sẽ không có miêu tả được cảm giác đó, nhưng mà ít ra cũng cho mọi người biết là đây nè, những người không hút thuốc này, cái cảm giác của họ sẽ khó chịu như thế nào khi mà bị phà khói thuốc vô mặt. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể gọi là
chấm dứt cái tình trạng những cái người mà hút thuốc ở những cái nơi mà không được cho phép. Thực ra cái này đúng kiểu là ý thức của mỗi người á anh, chứ mình không thể nào mình đi nhắc nhở từng cá nhân được. Ừ. Và thậm chí họ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nếu như mà chưa đủ ý thức á thì thôi, tốt nhất là mình nên dùng luật. Dạ. Để mình có thể hạn chế những cái trường hợp này. Ví dụ là cần phải phạt thật nặng ở những cái địa điểm công cộng mà bắt gặp ai đó hút thuốc. Dạ. Cần phải phạt thật nặng, đánh vào cái túi tiền của họ trước cái đã. Thì mỗi người chúng ta cần phải ý thức trong cái việc mà thụ hưởng cái cảm giác cá nhân của riêng mình. Chúng ta có quyền thụ hưởng cái cảm giác phê thuốc lá. Không ai cấm được cái cảm giác chúng ta mong muốn. Dĩ nhiên nó trong cái phạm vi của luật pháp. Chứ nếu như đến với những cái dạng mà cao cấp hơn, thuốc lắc, thuốc rồi ma túy, nó đã là vi phạm pháp luật rồi. Còn với thuốc lá thì nó vẫn chưa phải là một cái điều luật ngăn cấm tất cả mọi người. Chỉ là cấm mọi người hút thuốc ở những nơi công cộng như bệnh viện, trường học, rồi công viên hoặc là siêu thị. Những cái nơi đó chúng ta cần phải ý thức rằng không phải chỉ riêng một mình chúng ta đang sinh hoạt, đang có mặt, mà còn có rất nhiều những người xung quanh, trong đó có phụ nữ mang thai, trẻ con, người già và những người không hút thuốc. Vì vậy chúng ta cần phải ý thức điều đó để mình sống trong một xã hội văn minh. Những cái hành động của mình nó đẹp, nó không có làm phiền lòng tất cả những người chung quanh. Cảm ơn anh Nghĩa và quý vị khán giả đã lắng nghe những chia sẻ của Tường Vi. Thật ra là Vi đặt vai trò của mình là một người không thích ngửi mùi thuốc lá. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà tự nhiên mình cứ phải bị hít một cách vô tội vạ bởi những người xung quanh và bởi chính ở môi trường công cộng, thì thật sự là nó sẽ gây khó chịu vào cái sự ác cảm của người xung quanh. Hy vọng là quý vị khán giả, từng cá nhân sẽ có ý thức hơn để giúp cho xã hội này thật là xanh sạch đẹp. Cảm ơn Tường Vi rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình lần sau nha.